Nấu mì theo công thức của Út Vượng tập 3. Đang làm gì đó? Út đang nấu mì là đang nấu mì. Đang nấu mì là đang nấu mì. Trong tất cả các món thì món này là Út làm đơn giản nhất luôn, nhưng mà cũng là nhiều mì nhất luôn nha, 2 gói mì lận. Nhưng điểm độc lạ Bình Dương ở đây là Út bỏ hành tím nha mọi người, mà đã vậy bỏ rất là nhiều hành tím. Theo thứ tự của Út Phượng là sẽ bỏ hành tím trước rồi bỏ nước vô, sau đó mới bỏ cái gói gia vị vô nha. Nhưng mà thiệt sự là Út Phượng ơi, cái này con xin nói nha, Út Phượng bỏ bột ngọt với đường nhiều quá. Đường thì tôi là người miền Tây nên còn ok la nha, nhưng mà bột ngọt Út bỏ nhiều quá, khúc này là tôi cũng bắt chước Út nè mà sợ là mất trí nhớ ngang nên là thôi bỏ xíu thôi. Cái món này là với Út Phượng là sắp gần xong đó mọi người, món này là độc lạ hơn nha. Út Phượng sẽ ăn với lại cá khô. Đó. Mì tôm ôi sao ngon quá. Ăn với con khô, ăn mì tôm, ăn với khô như bà con. Uống ăn mì là uống ăn mì, uống ăn mì là ăn với mì. Món này anh em thêm xíu đường bột ngọt vô nữa thì nó hơi đậm xíu nha mọi người, với lại nó hơi ngọt á. Do Út không có bỏ rau vô nên tôi nghĩ món này là không cần nêm đâu mọi người, bỏ cái gói mì vô là được rồi. Hành tím ăn sẽ hơi nhẫn nhẫn nha, bạn nào ăn biết ăn là sẽ thấy ngon á. Ê nhưng mà phát hiện mới nha, mì tôm mà ăn với cá chiên là ngon nha mấy bà. Ê ngon thiệt, là Út ăn với khô cá luôn, tôi sợ bị mặn nên tôi chọn cá hấp chiên á mấy bà, nhưng mà nó cũng có hơi cái vị mặn nhẹ nhưng mà ngon lắm mấy bà ơi, bỏ vô trong mì á. Có khi nào tôi bị Út Phượng thao túng tâm lý không mọi người, sao tự nhiên tôi thấy món nào cũng ngon hết trơn.